Mì muốn làm cái ly hay cái chén con? Cái ly. Cứ như vậy nó sẽ cao lên từ từ, nó sẽ thành cái ly. Cái ly đúng không? Mọi người, ngày hôm nay là mình sẽ dẫn Nini đi trải nghiệm một cái môn nghệ thuật mà mình rất là thích. Và ở trên Facebook có nói rất là nhiều về cái môn này luôn. Và tất cả những cái bạn nhỏ khoảng lớp lá và cấp 1 á, là các bạn đi cái chương trình này rất là nhiều. Và ngày hôm nay là mình sẽ dẫn tất cả học trò của Lollipop mình trong cái chương trình hè tham gia cái này. Và đương nhiên là Nini được đi ké, chứ mấy bạn nhỏ như Nini không làm được. Ok, đây, các bạn nhỏ của Lollipop mình đây. Yeah, ok, bây giờ thì tụi mình vào trong làm và để xem coi là hai mẹ con mình làm như thế nào và mình thi nha. Ai làm đẹp nhất là người đó được 3 sticker luôn. Wow, ok, vô. Ngày hôm nay chúng sẽ là hướng dẫn chính cho các bạn. Thì trước khi chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta phải biết về quy trình để tạo ra được sản phẩm gốm. Thì xíu nữa mình bắt tay rồi mình làm thì nó mới dễ. Chưa? Rồi bây giờ các bạn chúng ta di chuyển qua bên đây nha. Tập trung nha. Và ba sản phẩm cơ bản ngày hôm nay chúng ta có thể tạo ra được là cái chén, cái ly và cái chậu cây. Lưu ý số 3 khiến chúng ta tạo hình tay mình lúc nào cũng phải đúng rồi 2 độ C. Khi đó chúng ta mới cần nung. Rồi khi nung xong, khi mà tắt lò các bạn, nó cũng giảm từ từ 1200 cho đến 1100, 1900, 800. Yeah, cảm ơn cô. Yeah, nhúng nước vô tay nè. Mẹ lỗi nhúng nước rồi, mẹ không được, con làm đi. Đó, đúng rồi. Rồi đã không? Bây giờ cách để chúng ta làm tròn là như sau, các bạn nhìn nè. Ok. Là mình sẽ vỗ nhẹ vào những phần xung quanh nếu như bị lồi ra. Đúng như thế này đó, chúng ta đúng ôm đúng xung quanh, chúng ta vỗ nhẹ vào. Rồi bây giờ mẹ cầm cho con vỗ đi. Đúng rồi. Rồi đó. Chú Thiên ơi, đi tròn rồi nè. Vô rồi. Chú ơi tròn rồi nè. Một chút xíu nữa. Đó, chú khen con cười cái. Được rồi. Cười rất gượng gạo. Tay rồi. Mình lại tiếp tục nhúng nước. Đúng rồi. Dán viên nước đúng chính giữa bằng xoay. Rồi thì mẹ để vô nha. Rồi các bạn bắt đầu làm thử. Con tự xoay nha mẹ, con tự xoay đúng rồi nè, đúng rồi. À con xoay hướng đó hả, cũng được. Nè phải để ngón cái lên chính giữa nè. Xong rồi 4 cái ngón này ở phía đúng rồi đó, xoay vô. Đúng rồi. Không, giữ nguyên cơ mà, giữ nguyên cái này. Bên đây xoay cho mẹ đi. Xoay đi nè, đúng rồi, con xoay đúng rồi. Đó đúng rồi, tiếp đi. Nè bây giờ vậy nè, mẹ ứng con xoay mạnh, xoay nhiều vào. Đúng rồi. Đó đúng rồi, giỏi. Đúng rồi đó, nè giống anh mì xoay quá trời kìa. Đó, Ni cũng xoay đúng rồi, mạnh mẽ lên. Đúng rồi, yeah, chính xác. Nó giống như là cái gì ở nguyên một khúc này nó lúng xuống rồi, cái tâm nó không lúng. Cái tay gì nhỏ xíu, trời. Mọi người nhớ nha, lưu ý là đi chơi cái này là phải cắt móng tay mọi người. Chứ mà để cái móng như vậy là hơi xu rồi đó, không được rồi đó. Và cái tay phải bự ra một chút, chứ cái tay này là cũng xu luôn. Lưu ý rất nhiều luôn. Rồi, mẹ con mình là không có khéo léo nhưng mà thành phẩm hơi bị đẹp luôn đó mọi người. Ni muốn làm cái ly hay cái chén con? Cứ như vậy nó sẽ cao lên từ từ, nó sẽ thành cái ly. Cái ly đúng không? Sao con tôi nó không có chính kiến nào mọi người. Cái lúc mà cái chén không cái ly tùm lum cả trời ơi. Giờ cái ly hay cái chén? Ly. Cái ly đúng không? Cắt chưa? Rồi nếu cái chậu thì mình sẽ làm cho cái bụng nó to chút xíu. Để cái ngón ở đây. Xong rồi để cái ngón này vô. Rồi xoay nha. Xoay nha. Rồi mình cũng ôm hai cái miệng lại. Trời ơi sao vậy ôm trời. Ôm cái miệng cho nó tròn. Đâu ní, con tập trung vô cái tay con nè. Đó, rồi, bây giờ mẹ xoay nha. Rồi, con nâng hai cái cánh này lên. Đúng rồi, xoay. Giữ, đúng rồi, giữ luôn. Đó. Nè, cánh chim. Đúng rồi, cánh bướm mùa xuân, khép hai đó lại. Được. Khép. Thôi, xoay vậy con. Yeah, ní ơi, đúng rồi ní ơi. Trời ơi, quá trời độc đáo rồi Ni ơi. Ni ơi, con mẹ này Ni ơi. Chúng ta là một tay thôi, không sao đâu. Một tay thôi. Rồi, vậy chú ra khỏi đó rồi. Ni, không có ai có cái này đâu. Mà ở đây là đa số là sẽ dành cho các bạn cấp 1 và chính xác là khoảng lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì sẽ chơi cái này nó sẽ dễ làm hơn, cái tay nó dễ làm hơn. Với lại bên đây thấy ở đây hay lắm mọi người. Phía bên này nó còn cái running zone, có nghĩa là trong cái lúc mà mình chờ cái này nó nung á thì mình sẽ ra ngoài kia mình chơi. Nhưng mà tại vì hôm nay trời mưa rất là xui xẻo luôn, không biết là các bé có chơi được hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ở đây có một cái chương trình là bắt cá mọi người. Cái bắt cá là họ bé đi xuống bận đồ bà ba nha, đi xuống dưới đầm bắt cá hay lắm, nó rất là nhân gian luôn á. Mà mình đang muốn hướng thiếu nhi của mình và các con của mình về những cái truyền thống như vậy, cho nên mình rất là recommend mọi người có thể đến đây. Thật ra là với những cái tác phẩm như vậy nè, các bạn sẽ không có
các bạn sẽ không có thỏa mãn khi mà các bạn để như vậy đâu. Nhưng mà mẹ con mình muốn giữ một cái nét riêng, thì chắc chắn sẽ không ai làm được những cái gốm như vậy. Thì mẹ con mình làm được. Đây, mèo. Gì có cái gì? Jenny Lam Giang. Người ta đọc á, người ta đọc tiếng Anh luôn á, Jenny Lam Giang. Rồi. Lam Giang. Lam Giang đâu? Để giơ tay lên. Đó đúng rồi. Cảm ơn chú nha, cảm ơn chú. Cảm ơn chú lớn lên. Cảm ơn đó. Đúng rồi. Bây giờ mẹ chỉ nè. Vô. Vô. Rồi bây giờ nè coi mẹ nào. Hồi nãy chú nói làm sao, khuấy đều đúng không? Khuấy đều lên. Đúng rồi. Giỏi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà Mụ Vân nghĩ là tép, tép nên tô vậy nè tép. Ủa là trời, con viết chữ gì vậy, thử pháp hả? Ý của mẹ là vậy nè. Đây nè, con nhìn nè. Thư ơi, Minh Thư. Nè con nhìn nè. Đó. Chú ơi, cho con biết luôn. Giờ con làm đi. Đó mọi người. Thật sự là Nini nó không có thích những cái môn hội họa. Bây giờ chỉ bật nhạc thôi là nhúng nhảy thì ok, nhưng mà không thích môn hội họa. Mình đã tạo rất nhiều điều kiện và có rất là nhiều môn trên đây, nhưng mà rõ ràng là nhìn cho con trải nghiệm xong rồi mới biết là con không thích. Ok, bây giờ đi ra với bà nội rồi đó. Ok, bây giờ là mình sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, xong rồi lát hồi mình sẽ cho mọi người quay, mình sẽ khoe với mọi người về cái sản phẩm của mình. Mẹ đang vẽ cái kẹo lollipop nè con. Mình sẽ khắc là Lam Giang. Cái này là để làm dấu thôi, nhưng mà cái này sẽ là cái trang trí. Bây giờ nha, mẹ vẽ con nha. Đó, bây giờ mẹ vẽ mặt mỉm cười nha bé yêu. Đang cầm bong bóng. À, mình sẽ vẽ thêm một cái bong bóng nữa để mình gắn chữ ni lên. Coi mặt ơi. Nini mệt rồi đó mọi người, Nini rất là mệt đó, nhưng mà con cười một cái cho mẹ coi coi. Con cười quá xinh rồi Vân ơi coi. Ôi trời ơi, thiệt tình, đây sản phẩm của mình. Mình sẽ khoe cái sản phẩm này ở trên Facebook khi mà nó hình thành và xong xuôi. Bây giờ sẽ để lại để cho mọi người nung và mọi người tráng men. Xong rồi tầm khoảng 2 tuần là mình lấy. Ok, đây là một chuyến đi đối với mình là khá thành công. Con mình ở đoạn đầu rất hợp tác, nhưng mà đoạn sau, cái đoạn chờ á, chờ mà cái này nó sấy nó khô á, thì Nini hơi mệt chút xíu. Tại vì đó, đó mọi người nhìn mặt là mọi người thấy rồi. Cho nên mọi người nhớ rút kinh nghiệm nha. Trong cái đoạn chờ á, mình có thể đem bánh trái theo vào cái loại nước làm sao mà kích thích em bé là được. Hôm nay hơi tiếc, lẽ ra là được bắt cá, được chơi running zone, mà tại vì trời mưa quá. Rất là hay, mọi người có thể trải nghiệm nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hãy update sản phẩm này trên Facebook. Bye bye. Đi con, bye bye nè. Bye bye nè, mình về nè. Bye bye. Mi giỏ cái.